Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam họp để nghe báo cáo phương án thiết kế điều chỉnh dự án tôn tạo di tích cây thông 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành để góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm. Một học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự về tấm gương cô giáo Nguyễn Thị Lương, trường mầm non Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Tư ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức cuộc họp với các sở ngành liên quan, Thành ủy Hội An và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh phương án thiết kế dự án tôn tạo di tích cây thông 1, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tôn tạo di tích cây thông 1, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Do đó, thành phố Hội An cần phối hợp với đơn vị tư vấn, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý để điều chỉnh phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan theo hướng không gian mở, đầu tư tiết kiệm và sử dụng hiệu quả. Phương án do đơn vị tư vấn trình bày tại cuộc họp đã tiếp thu điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của các cơ quan ban ngành trước đó, như không bố trí khoảng cách ly trồng cây xanh, phân chia thành các khu vực mà chia thành khu vực sinh hoạt cộng đồng, bố trí ghế đá, chọn vị trí để trồng thông và cây xanh, thảm cỏ phù hợp cảnh quan, khí hậu, tạo không gian mở để người dân, du khách dễ tiếp cận, xây dựng nhà vệ sinh với quy mô phù hợp, sử dụng đá granite lát nền thay cho sàn gỗ nhựa, đồng thời đưa ra các ý tưởng thiết kế đối với biểu tượng cây thông 1 để lựa chọn. Khái toán kinh phí của dự án khoảng 14,5 tỷ đồng. Các đại biểu đánh giá cao và cơ bản thống nhất với phương án thiết kế lần này, đồng thời tập trung góp ý và lựa chọn biểu tượng cây thông 1 phù hợp, đảm bảo ý nghĩa và tính thẩm mỹ. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ và các sở ban ngành liên quan để góp ý vào dự thảo các nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm. Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ trình bày dự thảo về việc đề nghị bãi bỏ nghị quyết số 144/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 2009 về thành lập Ban Nông nghiệp xã. Theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2009, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 144/2009 về thành lập Ban Nông nghiệp xã, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Nông nghiệp xã, việc bố trí và chi trả chế độ chính sách cho các chức danh thuộc Ban Nông nghiệp xã. Tuy nhiên, sau hơn 14 năm áp dụng, nghị quyết số 144/2009 đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Nam. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, các đại biểu đã góp ý thêm vào các nhóm nội dung trọng tâm của dự thảo nghị quyết nhằm xây dựng nghị quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định Quốc hội, phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã nghe báo cáo về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức, cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam tiến hành sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã để giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã, 2 đơn vị hành chính cấp huyện để giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện. Dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Buổi làm việc tập trung thảo luận các nhóm vấn đề như đánh giá sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành đề án chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, tính khoa học thực tiễn và khả thi của nghị quyết, kinh phí thực hiện nghị quyết. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì góp ý vào dự thảo nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các nghị quyết trên sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, tổ chức vào giữa tháng 12 năm nay.
Trong năm 2023, Nam Giang ước đạt và vượt 17 trên 18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là kết quả nổi bật được nêu lên tại buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023. Kết quả thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay. Báo cáo của huyện Nam Giang cho biết, năm 2023, huyện đã phấn đấu có 6 chỉ tiêu đạt và 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Có một chỉ tiêu chưa đạt là tổng thu nội địa. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, tổng thu nội địa của Nam Giang là 270 tỷ đồng, đạt 82% dự toán giao. Ước thực hiện năm 2023 đạt khoảng 90% dự toán. Năm 2023, hơn 371 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn của ba chương trình đạt 51,5% kế hoạch vốn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Giang cũng báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác, đồng thời kiến nghị tỉnh điều chỉnh việc giao chỉ tiêu thu nội địa phù hợp với thực tế địa phương, hướng dẫn xử lý các nguồn vốn chưa được giải ngân, xem xét cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Nam Giang trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng thời gian qua. Năm 2024 là năm nước rút thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Nam Giang cần tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, những chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt để có giải pháp, phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Huyện cũng cần có kế hoạch lộ trình cụ thể để giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập cho người dân, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, giảm nghèo bền vững. Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đề xuất danh mục thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024. Đây là các nội dung sẽ trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tổ chức vào giữa tháng 12 năm nay. Theo bản tổng hợp kết quả thực hiện danh mục thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023, diện tích thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất đạt kết quả quá thấp, đa số các địa phương thực hiện chỉ đạt dưới 20%. Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2023 được chuyển mục đích sử dụng theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh là trên 1.000 hectare, gồm 681 danh mục. Đến nay, chỉ mới thực hiện được 118 trên 681 danh mục, đạt khoảng 17,3%. Nguyên nhân do rất nhiều dự án chậm phải gia hạn tiến độ. Một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhưng chưa được phân bổ nguồn vốn, cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh, suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của nhà đầu tư. Trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành tổ chức thực hiện rà soát thủ tục pháp lý của tất cả dự án về đầu tư và đất đai là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các dự án. Sở Tài nguyên Môi trường cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Nhân dân cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường về công tác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Lương Viết Tịnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam. Dự hội nghị có ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam cho ông Lương Viết Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh chúc mừng ông Lương Viết Tịnh được Bộ Công Thương tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, ông Lương Viết Tịnh tiếp tục phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, xây dựng Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam ngày càng vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Lương Viết Tịnh cho biết, với trọng trách được giao, bản thân nhận thức sâu sắc, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của mình, sẽ thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong 5 năm qua, kể từ khi lực lượng quản lý thị trường hoạt động theo hệ thống ngành dọc, công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung. Vai trò, vị trí của lực lượng quản lý thị trường ngày càng được khẳng định. Sáng nay, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân, Quế Sơn 20 tháng 11 1968, 20 tháng 11 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go và ác liệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, các tỉnh thành miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh thành miền Nam. Ngày 12 tháng 3 năm 1960, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa với tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20 tháng 11 năm 1968, tại làng Mỹ Lý Hạ, xã Bắc Lương, nơi sơ tán của cơ quan huyện ủy Thọ Xuân, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân và Quế Sơn. Trong những năm tháng chiến tranh, Thọ Xuân sẵn sàng chia lửa với Quế Sơn, với miền Nam, không ngừng tăng cường chi viện tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Những ngày chiến tranh ác liệt đó, Quế Sơn có 7.981 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh và 6.384 liệt sĩ là con em của mọi miền đất nước. Trong đó có 41 người con của Thọ Xuân đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Quế Sơn. Sau khi đất nước thống nhất, đảng bộ và nhân dân hai địa phương luôn kề vai sát cánh, tiếp tục động viên hỗ trợ nhau cùng phát triển, ổn định đời sống. Hiện nay, huyện Quế Sơn đã chia tách thành 3 huyện, Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức. Phát huy truyền thống tốt đẹp hơn nửa thế kỷ qua, thời gian tới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn tiếp tục kề vai sát cánh, thúc đẩy mối quan hệ truyền thống thủy chung giữa các huyện lên tầm cao mới. Nhân dịp này, ba huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn hỗ trợ huyện Thọ Xuân xây dựng 4 nhà tình nghĩa trị giá 220 triệu đồng, tặng 45 suất quà cho gia đình chính sách và hỗ trợ quỹ khuyến học của huyện Thọ Xuân. Thưa quý vị, cô giáo Nguyễn Thị Lương, tổ trưởng chuyên môn, phó chủ tịch công đoàn trường, đã hơn 10 năm gắn bó và có nhiều cống hiến cho giáo dục mầm non tại trường mầm non Thạnh Mỹ, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, cô giáo Nguyễn Thị Lương đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy học cũng như trong công tác công đoàn, trở thành điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành giáo dục huyện Nam Giang. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo Đại học Giáo dục Mầm non, cô giáo Nguyễn Thị Lương về công tác và gắn bó với trường mầm non Thạnh Mỹ 10 năm qua. Với sự nhiệt huyết và tận tâm, cô giáo Nguyễn Thị Lương đã không ngại khi nhận đứng lớp tại các điểm trường còn khó khăn để nuôi dạy trẻ. Cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Học tập và làm theo gương Bác, cô giáo Nguyễn Thị Lương áp dụng cho bản thân ở tác phong nhanh nhẹn, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm việc và gương mẫu của người giáo viên kiêm cán bộ công đoàn. Trong những năm học vừa qua thì em đã không ngừng là cố gắng học tập, nghiên cứu, trau dồi những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân mình trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Em cũng ứng dụng các cái phương pháp dạy học tích cực, đổi mới, đảm bảo theo cái nguyên tắc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển cá nhân của từng trẻ để trẻ phát triển đủ mọi mặt. Cô giáo Nguyễn Thị Lương cũng có những chuyên đề dạy học được áp dụng theo định hướng đổi mới, sáng tạo. Qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong sinh hoạt nền nếp, học tập, vui chơi. Liên tiếp trong các năm qua, cô có những sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng hiệu quả trong công tác giáo dục tại trường. Đó là sáng kiến biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho trẻ mẫu giáo bé tại trường mầm non Thạnh Mỹ, biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo bé, hay sáng kiến về biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ mẫu giáo bé. Đặc biệt, cô đã có sáng kiến được công nhận tiêu biểu trong tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển của tỉnh Quảng Nam năm 2021. Mọi công việc thì đi đầu trong công việc, rất là năng nổ, nhiệt tình và giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn nữa, tham gia các hoạt động rất là tích cực.
đồng chí đã áp dụng cái chuyên đề mà học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy đã đạt kết quả rất là cao. Cô giáo Nguyễn Thị Lương có bảng thành tích cá nhân ấn tượng, giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2016, giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2018, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2019. Liên tục trong 4 năm học qua, cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2022. Ngoài ra, cô Lương vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và nhận được nhiều giấy khen của Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. Năm 2023 này, cô giáo Nguyễn Thị Lương đoạt giải nhất hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp xã thị trấn và giải nhất hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, sáng nay Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi truyền thông triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao kiến thức kỹ năng ứng xử giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Buổi truyền thông thu hút hơn 250 người dân tham gia cùng đại diện cán bộ phụ nữ, lãnh đạo địa phương đến dự. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thời gian vừa qua, tình trạng bạo lực gia đình có những diễn biến phức tạp. Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam năm 2019 cho thấy trung bình mỗi ngày có 64 phụ nữ và 10 trẻ em là nạn nhân của bạo lực. Do đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bạo lực gia đình. Tại sự kiện truyền thông, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giới thiệu, cung cấp những thông tin quan trọng của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều câu hỏi trắc nghiệm để người dân tham gia thi, tìm hiểu kiến thức ứng xử phòng ngừa bạo lực gia đình và luật phòng chống bạo lực gia đình. Trong khuôn khổ sự kiện, hội viên phụ nữ và người dân địa phương đã được theo dõi các tiểu phẩm về tư vấn, hướng dẫn, sơ cứu người bị bạo lực gia đình. Sáng nay, cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam OBC tổ chức ra mắt chapter OBC Energy Quảng Nam tại thành phố Tam Kỳ. One Business Connection, viết tắt là OBC, là cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam, được hình thành với tầm nhìn là cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về kết nối giao thương, đào tạo và huấn luyện doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt, từng bước đưa cộng đồng doanh nghiệp hội nhập vào nền tri thức doanh nghiệp toàn cầu. Sự kiện thu hút hơn 150 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, quy mô. Các đơn vị hợp tác xã thành viên OBC đã trưng bày sản phẩm của nhiều tỉnh thành. Sự xuất hiện của OBC Energy tại thành phố Tam Kỳ chính là cơ hội kết nối các doanh nghiệp trên mọi miền Tổ quốc, càng thêm phần thuận lợi trong kết nối, giao lưu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. OBC Việt Nam với chiến lược xuyên suốt là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh thành công và phát triển bền vững. OBC là một tổ chức kết nối doanh nghiệp mang đến ba giá trị cốt lõi: tri thức, kinh doanh và cộng đồng. Là nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp, nhiều doanh nhân tri thức, là nơi mà có thể giúp cho bản thân và công ty bảo hiểm toàn cầu Quảng Nam có cơ hội phát triển. Chính vì vậy mà công ty bảo hiểm toàn cầu Quảng Nam quyết định tài trợ kim cương cho chương trình này. Thông qua chương trình này, gửi gắm đến quý khách hàng triết lý hoạt động của công ty với ba chữ toàn: toàn diện, toàn tâm, toàn vẹn. Đó là chúng tôi phục vụ cho cả cá nhân và tổ chức, chăm sóc khách hàng 24/7, luôn đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho khách hàng khi đến với chúng tôi. Với tinh thần phục vụ tận tâm, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chuyên môn vững vàng, công ty luôn đặt khách hàng là trọng tâm của quá trình kinh doanh, luôn luôn lắng nghe, cải tiến sản phẩm dịch vụ, xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng ngày một tốt hơn. OBC Việt Nam kỳ vọng sẽ sớm phủ sóng 63 tỉnh thành trong nước và sau đó mở rộng đến khoảng 20 quốc gia ở 4 châu lục. Quảng Nam là tỉnh thứ 22 mà OBC ra mắt. Số thành viên hiện tại khoảng 650 đơn vị. Mục tiêu này là nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đưa sản phẩm đi xa, cũng như kêu gọi được các nhà đầu tư rót vốn cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước những khó khăn thách thức chưa từng có thời kỳ hậu Covid-19, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là một trợ lực ý nghĩa để doanh nghiệp nỗ lực phục hồi và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới nếu khai thác hiệu quả các khía cạnh thích hợp. Ở Quảng Nam, sự năng động nhạy bén của doanh nghiệp và kết nối của ngành công thương, nhiều doanh nghiệp không chỉ có đơn hàng mà còn tìm thấy nhiều cơ hội để khẳng định uy tín, năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.
Với một doanh nghiệp xuất khẩu lâm sản chế biến sâu như Foseco, mặt hàng dù hưởng lợi từ thuế suất không cao, song thị trường Âu, Mỹ đòi hỏi uy tín, sự nhạy bén và khả năng tiên lượng của doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp. Foseco đã duy trì được sản xuất ngay trong thời điểm thị trường khó khăn, nguồn cung cũng bị hạn chế. Để bắt kịp thị trường, các công đoạn cũng được doanh nghiệp thay đổi, đảm bảo thích ứng với điều kiện của quốc gia nhập khẩu và những thay đổi lớn của thị trường hậu Covid. Giải pháp linh hoạt không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn biến thách thức thành lợi thế, tạo uy tín cho doanh nghiệp thông qua đảm bảo tiến độ các đơn hàng. Thấy được tình hình xu hướng của thị trường, mức độ đặt các đơn hàng thì chúng tôi đã kiên trì đeo bám và tạo ra được tức là có nhiều cái đơn hàng mới cho doanh nghiệp. Đấy, cho nên là đó là một sự thành công. Nó kết hợp được cả hai về thị trường làm tốt, về chỉ đạo điều hành linh hoạt. Thực tế, kể từ khi có hiệu lực, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã cho thấy những đóng góp có ý nghĩa như một cứu cánh trong phát triển kinh tế giữa hai bên và cho sự tăng trưởng của Việt Nam, mà những thay đổi trong quan hệ xuất nhập khẩu song phương là minh chứng điển hình. Dịch COVID-19 đi qua, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tụt dốc liên tục, song những lợi thế của FTA đã giúp xuất khẩu từ Việt Nam sang EU tương đối ổn định, phát triển thêm nhiều thị trường mới, đặc biệt là sự bứt phá của nhóm hàng nông sản. Ở chiều ngược lại, FTA cũng thúc đẩy mạnh mẽ nhập khẩu từ EU và các quốc gia có ký kết vào Việt Nam với các sản phẩm như linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị là thế mạnh của EU và cũng là nguồn đầu vào quan trọng cho Việt Nam. Tại Quảng Nam, cùng với chương trình kế hoạch và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp cũng đã nắm bắt tranh thủ dung lượng mà Việt Nam có thể khai thác, đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến, nông sản, thực phẩm. Trong năm qua là đã làm được nhiều cái hội nghị kết nối cung cầu, làm được nhiều cái kết nối đối với các tham tán thương mại và các cái doanh nghiệp phân phối ở các thị trường lớn như Trung Quốc, như châu Âu, như Nhật Bản. Cũng tổ chức nhiều cái chuyến xúc tiến thương mại để cho doanh nghiệp có thêm cái cơ hội để mà nắm bắt cái thời cơ để chuẩn bị cho công tác xuất khẩu chúng ta sớm phục hồi. Một cái nội dung nữa đó là để mà cho cái xuất khẩu chúng ta phát triển á, thì ngoài cái tuyên truyền ra, cái tuyên truyền, cái phổ biến chủ trương chính sách, cái xúc tiến thương mại ra, thì một trong những cái yêu cầu để cho cái việc thành công, có kết quả cao trong xuất nhập khẩu, đó là cái sự năng động của doanh nghiệp, sự hiểu biết của doanh nghiệp về những cái điều kiện xuất khẩu đi các cái thị trường. Tận dụng các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, Bộ Công Thương hiện đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, kết nối, đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hàng năm Bộ Công Thương dành khoảng 20% tổng kinh phí của chương trình cho các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường này. Đây sẽ là những trợ lực tốt, đòn bẩy để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu của Quảng Nam tiếp cận, bắt kịp và tranh thủ cơ hội phục hồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 83 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 83 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 93%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.
Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%, gió nhẹ.